Xin chào mọi người, và nhất là các anh trai, chị gái tuổi Ất Mão. Một trong những cái tuổi mà em có thể nói là em nhận rất rất là nhiều cái yêu cầu để mà làm cái vận hạn 6 tháng cuối năm. Vì đơn giản là như vậy, các anh các chị là có cái năm 2017 đặc biệt kinh khủng. 6 tháng 2 năm 2018 thì có tốt hơn về công việc, về mọi thứ. Tuy nhiên cũng chỉ là để giải quyết cái hậu quả của cái năm 2017 để lại, năm Đinh Dậu, với đầy những khó khăn cho người Ất Mão, đặc biệt những người Ất Mão làm mạng. Cho nên là các anh các chị gọi là lo lắng và nôn nóng để muốn biết xem là 6 tháng cuối năm nó như thế nào. Thì em báo cho các anh các chị tin mừng là em có tổng hợp sơ sơ thì thấy nó cũng được, đã đỡ hơn là 6 tháng đầu năm. Thì vì dù sao nữa, 6 tháng đầu năm thì vẫn có tháng Ất Mão là tháng 2 ha, Bính Thìn là tháng 3, là những cái tháng nó không có tốt đẹp. Rồi là hai cái tháng hỏa, tháng 5, tháng 6 này, thì tháng 5 vừa rồi là tháng cực hỏa đối với người mệnh thủy, nó có nhiều điều không tốt đẹp. Bước qua tháng 6 này thì tuy vẫn là tháng cực hỏa, nhưng mà nhờ có cái tam hợp thời Mão Mùi, nó cũng kéo lại đi cho các anh các chị rất là nhiều điều đỡ đợt, nhưng mà cũng không tốt đẹp lắm. Tuy nhiên là bước qua đến cái 6 tháng cuối năm thì báo hiệu rất là nhiều điều tích cực, và hy vọng rằng với cái tích cực đó, các anh các chị sẽ kéo được cái phần mà gọi là tiêu hao về tài sản, tiêu hao về tiền lực của mình ở trong cái thế năm một năm Dậu 2017. Do là em đã làm cái tử vi của cả năm cho người Ất Mão, cũng như cái vận hàng 6 tháng đầu năm, em sẽ không nói sâu trở lại nữa. Em chỉ nói sơ là các anh là sao thái âm, với các chị là sao thái bạch. Tuy nhiên là các chị đừng lo lắng, với cái sao thái bạch này thì nó cũng sẽ chẳng hao tốn bao nhiêu, thì còn gì nữa đâu mà hao tốn. Nói vui là vậy, nhưng mà thật sự ra là cái sao thái bạch đó là thuộc hành kim, và các chị là hành thủy, cho nên là kim sinh thủy, nó đỡ đần bị rất là nhiều thứ. Rồi thì trở lại với những cái điểm chính của cái video này, đó là cái vận hạn của 6 tháng cuối năm. Thì 6 tháng cuối năm thì bắt đầu bằng tháng 7 âm lịch của năm 1 trước 2018. Thì tháng 7 thì như đã những video trước các anh chị đã xem, thì đó là tháng Canh Thân, tháng Mộc. Như vậy là xét về mệnh là thủy sinh mộc, là sinh xuất. Bản mệnh bị sinh xuất tháng, bổn mạng và sức khỏe không được tốt đẹp. Có nhiều điều mà cần phải để ý. Với cái bản mệnh sinh xuất này thì như đã nói là phúc tinh và tài tinh sẽ bị ảnh hưởng, và phá bại tinh sẽ dễ gây tác dụng nhưng không quá lớn. Rồi, thiên can thì chữ Ất của các anh các chị hợp với chữ Canh của Canh Thân, như vậy là tốt đẹp. Đây là thuộc ngũ hợp, đây là sự hợp nhân nghĩa chủ về chữ nghĩa. Ất hợp Canh mà, tốt đẹp ha. Như vậy là rất là dễ có tài lộc sinh sôi, công việc sẽ hanh thông. Trải qua tháng 2, tháng 5, tháng 6 là hai cái tháng hỏa, là có kéo theo nhiều điều không tốt đẹp. Tháng này tuy là tháng 1, là tháng sinh xuất, nhưng nó đỡ hơn tháng hỏa là tháng bản mệnh khắc tháng ha. Thì nó cũng có những cái điều mà không tốt đẹp. Thiên can thì thân mão là tự chủ bình hòa, không hình nhau mà cũng không có tương hợp. Như vậy là tháng 7 âm lịch, người ta gọi là tháng mà gọi theo Phật giáo là âm thịnh duyên suy. Tại vì tháng này người ta còn gọi là tháng cô hồn ở trong Phật giáo, thuyết của Phật giáo là thả những người mà bị đọa ở cái địa ngục lên để hưởng tội nhân được đặc xá ha. Người nào cải tạo tốt, chịu nhiều đau đớn rồi thì được đặc xá, thì như vậy thì gọi là âm thịnh duyên suy. Thì nó cũng không quá lớn ảnh hưởng nhiều đến cái bổn mạng của người Ất Mão, vốn giờ là những người âm, những người thuộc thủy âm, không có đến nỗi nào đâu. Cho nên là sinh xuất này thì cũng không cần phải quá lo lắng. Các anh các chị thì có được cái ngũ hợp về thiên can, công việc hứa hẹn sẽ có tài lộc và có nhiều cái chuyển biến tích cực trong cái cuộc sống, cho nên là đừng quá lo lắng. Địa chi thì không có gì cả, cho nên là gia đạo và những cái mối quan hệ thì tốt đẹp, có thể nói là như vậy. Rồi, tháng tiếp theo của năm Mậu Tuất 2018, tháng 8 âm lịch, một tháng Tân Dậu. Như vậy là tháng Tân Dậu thì thuộc mộc, xét về mệnh thì cũng giống như tháng 7,
tức là thủy sinh mộc, bản mệnh bị xung xúc tháng, sức khỏe và bổn mạng không được tốt đẹp, cần chú ý. À, các anh các chị nên nhớ ha, hai tháng mình chỉ trải qua hai tháng hỏa cực hỏa, sau đó trải qua hai tháng mộc thì bản mệnh mình xung xúc, cho nên là cần đề phòng với cái sức khỏe của mình nó không được tốt đẹp. Thiên can thì rõ ràng là rắc rối, đó là tân nó khắc chữ ấp, tân của tân dậu khắc chữ ấp, tháng khắc thiên can, công việc dễ sinh rối rắm, gặp chống phá và lâm vào bế tắc, rất dễ hao tài đối với những người dưỡng sao thái bạch, đó là nữ mạng của ất mão, rất dễ gây ra hao tổn. Với sao thái âm của các anh nam thì đỡ đần hơn nhiều, tuy nhiên là sao thái bạch thì các chị cần phải để ý nhiều điều ha. Địa chi tí ngọ mão dậu, mão dậu là lục xung, là mô tả sự chống đối, đối chọi nhau ở trong cuộc sống. À, gà với lại mèo là không chơi với nhau. Như vậy là tháng 8 báo hiệu một tháng đầy những khó khăn và có nhiều cái điều mà các anh các chị cần phải chú ý. Vốn dĩ là bổn mệnh là thủy sinh mộc rồi, là cái bổn mạng bị sinh xuất, thì khi mà bổn mạng bị sinh xuất thì các cái tài tinh và phúc tinh sẽ bị ảnh hưởng, là không được phát huy tác dụng, ngược lại phá vào tài tinh nó hoàn thành một cách dữ dội. Hy vọng rằng thiên can và địa chi cứu lại thì không được gì cả. Thiên can thì tân nó khắc ất và địa chi là phục lục xung. Như vậy thì ba cái để xét về cái tử vi của tháng có tốt hay không thì rõ ràng cả ba cái đối với các anh các chị đều không tốt. Như vậy thì các chị đặc biệt cần chú ý với cái sao thái bạch ha, rất dễ hao tốn tiền về cả lục xung cho con cái và cho cả công việc. Các chị có con cái ở dưới cái tuổi mà vị thành niên thì phải cần chú ý, vì với luôn cả tân khắc ức và địa chi bị lục xung thì rất dễ gây hao tổn. Các chị nhớ nhắc nhở các cháu để đừng xảy ra những cái sự việc nó quá đáng, mà cũng có thể là phải hao tốn thôi, tại vì đây là tháng tân dậu, tháng mộc, thì tháng này là bắt đầu tháng 9, tháng này là tháng các em nó tụ trường, thì chuyện tốn hao tiền bạc để mua cho nó thì vật dụng đồ đạc để đi học thì cái chuyện đó chắc cũng không thể tránh khỏi. Hy vọng rằng nó chỉ là như vậy, không có kéo theo nhiều điều mà xấu đối với tuổi của các chị ha. Các anh có sao thái âm thì cũng đừng nghĩ lại rằng cái sao tuổi của mình tốt mà điều tốt đẹp. Đây là tháng bản lệnh, rất dễ xảy ra nhiều chuyện mà không tốt đẹp, cho nên các chị nhớ cẩn thận. Các anh cũng không thể nào mà gọi là chủ quan ở trong một cái tháng nhiều xung khắc như thế này ha. Rồi tiếp tục, tháng tiếp theo của âm lịch là tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018 là một tháng Nhâm Tuất. Tháng này có gốc thủy, như vậy thì mệnh là các chị các anh là đều thủy, gặp tháng thủy ha, tháng đại hải thủy thì mình là đại khê thủy, gặp đại hải thủy nước gặp nước lớn hơn ha, đồng hàng sức khỏe bổn mạng vững vàng tốt đẹp. Bắt đầu là thấy êm êm rồi ha, bước qua cái tháng tân dậu xong cái tháng 9 là thấy là mình khỏe khoắn liền ha. Rồi thiên can nhâm mất thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Về mặt tử vi là như vậy, về mặt mà nạp âm ngũ hành của thiên can là nhâm thì thủy, ất thì thuộc mộc, như vậy là thủy sinh mộc, thiên can nạp âm ngũ hành của thiên can được tương sinh là một điều tốt đẹp, rất dễ sinh tài lộc. Đặc biệt địa chi mão với tuất là thuộc nhóm lục hợp, đem lại đến rất là nhiều thuận lợi, đặc biệt là rất dễ sinh tài lộc và những cái điều tốt đẹp vui vẻ ở trong cuộc sống. Trải qua một cái tháng 9, tháng 8 đầy khó khăn, tháng 9 của chúng ta của các anh các chị báo hiệu rất là nhiều điều tích cực. Với mệnh đồng hàng thì các tinh quân và các phúc tinh và tài tinh sẽ được hưởng, không được hưởng lợi nhiều nhưng mà cũng rõ ràng là cũng có được cái sự ổn định ngon lành. Thiên can thì nạp âm ngũ hành được tương sinh, địa chi thì thuộc nhóm lục hợp. Như vậy thì rõ ràng báo hiệu là tốt đẹp nhiều so với tháng 8 và rất dễ sinh tài lộc, có nhiều niềm vui vẻ ha, thảnh thơi đầu óc. Đặc biệt là với các anh sao thái âm, sao thái âm một cái sao ngôi sao đem đến may mắn và danh lộc rất tốt cho người được hưởng, được chiếu vào. Như vậy thì sao thái âm cộng với cái tháng như thế này thì các anh rất là dễ sinh tài lộc ha, các anh nhớ tận hưởng ha.
con lỡ mà có trúng việc lớn thì nhớ chia em ít ha. Rồi, tháng tiếp theo là tháng 10 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018. Tháng 10 âm lịch thì là tháng Quý Hợi. Mà tháng Quý Hợi là tháng gốc thủy, đại hải thủy và đại hải thủy âm, tức là biển ban đêm đó. À, gặp đại khê thủy âm của các anh các chị nữa, là khe suối mà khe suối ban đêm, khe nước lớn mà khe ban đêm ha. Như vậy mệnh là thủy đồng hàng cũng giống như tháng 9. À, sức khỏe bổ mạng không cần phải lo lắng, tốt đẹp mỗi đêm. Thiên can quý ất thì cũng không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. À, như nhâm quý là thuộc thủy rồi, cho nên là ất thuộc mộc, như vậy là nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh thủy mộc, cũng giống như tháng 9. À, báo hiệu cũng có sự tích cực và tốt đẹp. À, địa chi hợi mão là thuộc nhóm tam hợp hợi mão mùi, đây là dấu hiệu của nhiều sự may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả cho công việc. Như vậy là tháng 9, tháng 10 khá giống nhau. À, thiên can về mặt nạp âm ngũ hành thì được tương sinh. À, một cái địa chi là lục hợp, một cái địa chi là tam hợp, mệnh là đồng hàng thủy. Như vậy tháng 9, tháng 10 báo hiệu rất dễ sinh tài lộc, nhất là cho những người nam. Những người nữ thì có sao thái bạch đi nữa thì cũng không phải là không có tiền, không có sinh lợi nhuận ở trong những tháng này, cho nên đừng quá lo lắng ha. À, các chị cũng sẽ có phần thôi. À, như đã nói rồi, các chị làm được nhưng mà chỉ hao tốn thôi, chứ không phải là cái sao thái bạch tức là không làm ra gì, giống như là cái năm Đinh Dậu là không làm ra được gì, chỉ hao tốn ha. Mà năm nay là làm ra được. Tổng năm thì chữ ất với chữ mậu thì cũng không có gì chuyện gì nó quá lớn lao là xung khắc, cho nên là công việc của các chị vẫn sinh tài lộc. Tuy nhiên với cái sao thái bạch thì các chị phải chi tiêu nhiều, cho nên là mình không còn gì thôi, chứ không phải rằng là cái sao thái bạch này chỉ đâm hao tốn quét sạch cửa nhà như người các chị mà các cái ngôi sao khác mà mình lượng giải. Tại vì các chị thuộc hành thủy cho nên cái sao thái bạch nó không có tác dụng nhiều đến như vậy. À, cho nên là yên tâm ha. 2 tháng 9, tháng 10 là biết tận dụng để mà thu lợi nhuận, có tiền bạc, tốt đẹp. Rồi, tiếp đến là tháng 11 của năm Mậu Tuất 2018. Tháng 11 là một tháng Giáp Tý thuộc Kim. Như vậy thì mệnh là Kim tương sinh Thủy. À, bản mệnh được tương sinh, bản mệnh sẽ rất tốt đẹp. Và khi mà bản mệnh được tương sinh thì như đã nói, các cái phúc tinh, tài tinh sẽ được phát sáng. Mà khi nó phát sáng là nó khống chế được cái ông phá và ngoại tinh, đặc biệt với cái sao hóa khoa của các anh ở trong năm nay, nó rất là dễ. À, hóa khoa giải thần sẽ hạn chế toàn bộ những cái phá và ngoại tinh ảnh hưởng lên vạn của mình và sinh ra tài lộc. À, thiên can giáp ất thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Như đã nói giáp ất thì thuộc hành mộc. À, như vậy giáp ất cùng hành mộc, thiên can về nạp âm ngũ hành là đồng hành mộc, cũng tốt đẹp cho người mệnh thủy. À, địa chi Tý Mão. À, thì người ta là Tý Ngọ Mão Dậu. Tý Mão thì nó là thuộc nhóm tự hành, nó không có nặng nề như lục xung. À, nó không nặng nề như lục hại. Nó là tự hình thì nó cũng có một cái gì đó gọi là hơi xung khắc, thì nó né được rồi. Tý Ngọ Mão Dậu ha, nó té được, nó kéo ở giữa nó có con mão rồi. À, ở cái giữa có con ngọ rồi, cho nên là gọi là chuột với mèo không sống với nhau được. Cho nên là phải hiểu rằng đó là khi mà cái ý nghĩa của cái tự hình đó, phải hiểu rằng đó là nó sẽ là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh, và bên mạnh loại trừ bên yếu. Mà giữa Tý và Mão thì rõ ràng là mình mạnh hơn nó. Nhưng mà dù gì thì nó có sự xung khắc, nó có sự ấy, thì mình nó có sự cô rơ với nhau thì rõ ràng là mình sẽ không có được tốt đẹp. Gia đạo rất là dễ sinh chuyện buồn phiền, và các mối quan hệ đôi khi nó sẽ đem lại điều bất lợi, nhất là những người nữ với sao thái bạch ha. Còn lại thì rõ ràng là tốt đẹp. Nhưng hy vọng rằng với cái kim sinh thủy về mệnh, các cái tinh quân, phúc tinh, tài tinh nó được hưởng lợi, sẽ khống chế được cái việc mà chúng ta bị tự hình ở địa chi này. Các anh các chị sẽ không có việc gì mà quá lớn lao, chỉ là những cái chuyện nhỏ nhỏ va chạm ở trong cuộc sống vợ chồng gia đình mà thôi ha. Hy vọng là vậy. Rồi, tháng cuối cùng của năm Mậu Tuất 2018 chính là tháng Ất Sửu. À, tháng này cũng là một tháng kim. Như vậy mệnh kim tương sinh thủy,
bản mệnh sẽ được tương sinh rất tốt. Khi mà mệnh được tương sinh thì cũng giống như tháng Giáp Tý ở trên, tháng 11 sẽ được các cái phúc tinh và tài tinh sẽ được hưởng lợi, và phá và tài tinh sẽ bị khống chế. Như vậy sẽ không có tiêu chuyện công tiền ha. Rồi chữ Can, chữ Ất thì đồng hàng. Chữ Ất này đó thì thuộc hành mộc mà hồi nãy nó đồng hàng mộc luôn. Như vậy là có hàng can giống nhau, được một cái sự rất là tốt đẹp ha, không có ảnh hưởng nhiều đến công việc. Rồi địa chi Sửu Mão là tự chủ bình hòa, không hình hại, không tương hợp nhau. Như vậy là đối với tháng 12 là một tháng rất là khá êm đềm, với cái mệnh được tương sinh thì các tinh quân tốt được hưởng lợi. Ngược lại thiên can Ất Mộc thì cùng hàng, thì báo hiệu rằng đó là sẽ có tài. Tháng 12 thì với người Việt Nam thì các anh các chị cũng biết, chúng ta chỉ làm việc từ cao lắm là tới tháng rằm, ngày nào kinh doanh thì tới 20, còn lại 10 ngày cuối thì là của gia đình, của những cái sắp xếp để đón chào năm mới. Cho nên là cái phần địa chi nó cũng không phải là cái gì đó nó quá cao xa, nó quá xung khắc, nó làm gì hết. Như vậy rằng cái vận hạn của 6 tháng cuối năm có những tháng rất tốt, đó là tháng 9, tháng 10, nhưng mà cũng có những tháng không tốt đẹp. Là tháng 8. Cho nên là các anh các chị hy vọng rằng với những cái thông tin mà em đã chia sẻ này sẽ giúp ích được cho các anh các chị tuổi Ất Mão sinh năm 1975 ứng dụng tốt vào cuộc sống, mà có được cái tiền tài cũng như sức khỏe, mọi điều mà các anh chị mong muốn ở trong cái năm Mậu Tuất 2018 này. Các chị xem, các anh xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ để nhiều người tuổi Ất Mão biết mà ứng dụng vào cuộc sống để có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Ai xem video của kênh Anh Ba Tử Vi thấy hay xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video tiếp theo, có thể là tử vi vận hạn tuổi của mình hoặc người thân, để mà ứng dụng vào cuộc sống, để có một cái thông tin thêm bên lề mà mình ứng dụng. Rất vui và hẹn gặp lại các anh các chị cũng như mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.